Thanh Linh vẫn chưa về sao? Vẫn chưa về. Từ sau khi nó chuyển đến đây, nếu không đến nửa đêm canh ba thì sẽ không về. Tôi biết nó đang ở phòng thí nghiệm. Bà yên tâm đi. Hôm nay Thiên Lãng cũng tăng ca sao? Công việc là thuốc trị thương tốt nhất, qua thời gian này sẽ tốt hơn. Ngày mai tôi đi gặp Quốc Thế Bình. Hôn lễ của Thiên Lãng và Sang Sang không thể kéo dài thêm nữa. Thiên Lãng, vừa vội vàng hẹn con ra đây có chuyện gì vậy? Con ngồi xuống đi. Con không ngồi đâu. Con còn rất nhiều việc phải làm. Con có biết ba con và Cúc Thế Bình gặp nhau là vì chuyện của con và Sang Sang không? Con biết. Sao vậy? Con thật sự từ bỏ Thanh Linh sao? Vì không biết sao? Con bị cô ấy đá rồi. Thanh Linh, cô ấy vì gì mà đã đá con rồi? Con đang trách gì hả? Sao con dám? Nếu như không còn chuyện gì khác thì con đi trước đây. Thanh Linh, ăn nhiều một chút. Cảm ơn chú. Ba, ba thật thiên vị. Đương nhiên phải thiên vị rồi. Thanh Linh, vì tập đoàn của chúng ta mà nghiên cứu hương liệu, khiến cho chính thái nhận được sự đánh giá tốt rộng rãi. Con bé đã lập được công lớn, đương nhiên phải khen thưởng rồi. Chỉ là một cái đùa gà thôi mà, thật mất mặt. Nếu không em còn muốn thế nào nữa? Lẽ nào phải tặng cổ phần cho cô ta sao? Thanh Linh, nếu thực lực của con đã được các đồng nghiệp công nhận, tiếp theo con có thể suy nghĩ đến việc nghiên cứu thương hiệu tạo ra lợi nhuận rồi. Con sẽ cố gắng. Nếu thành tích của con tốt, ta sẽ thưởng cho con cổ phần của xưởng sản xuất. Ba, sao ba chưa uống rượu mà đã nói lời của người say rượu rồi vậy? Ngày đầu tiên con làm kinh doanh sao? Thanh Linh xứng với cái giá này. Thanh Linh cố lên. Chú rất coi trọng con. Chú, con thật sự không cần. Ta là người quyết định. Đừng nhiều lời nữa. Ăn cơm đi. Ăn không nổi nữa rồi. Ăn đậu hũ đi. Ba, ba đợi thêm chút nữa. Đợi sau khi con nghiên cứu ra thành phần của Vĩnh Hằng, con nhất định sẽ khiến nó đến với người tiêu dùng. Mộc Thanh Linh, cô làm gì vậy? Chị tìm tôi sao? Nước hoa trong tay của cô, đây là ba tôi để lại cho tôi. Chị cần tôi làm gì? Pha giúp tôi ly cà phê. Cái đó tôi không biết làm. Cà phê hòa tan có được không? Được, cũng giống nhau cả. Em trai, uống cà phê không? Cà phê là sát thủ. Là chị nói với em, chị vừa xuất viện chưa lâu, uống ít thôi. Cà phê của chị đây. Cảm ơn Thanh Linh. Vừa rồi Thiên Lãng nói với tôi uống cà phê không tốt, vậy tôi không uống nữa. Cô mang đi đi. Thanh Linh, Thanh Linh à, tôi không cố ý, không làm cô bị bỏng chứ? Đỏ hết lên rồi. Không sao chứ, tôi không cố ý đâu. Cô có bị bỏng không? Tôi thật sự không cố ý mà. Ba, mọi người đều nhìn thấy phải không? Thiên Lãng, em có thấy không? Em không nhìn thấy gì cả. Mau mau lên trên bôi thuốc.
không biết điều một chút đi. Ba, là cô ta hại con mất con, hại ba mất cháu ngoại đó. Con chỉ không cẩn thận làm cô ta bị bỏng một chút. Con sao chứ? Duy Tinh à, con xem đi, cả nhà ta vừa mới êm ấm được vài ngày, Thiên Lãng cũng đã chịu nhượng bộ rồi. Nó còn có thể đi gặp Sang Sang và Cúc Thế Bình. Tin rằng việc ly hôn cùng với nhà họ Cúc có thể tiến hành một cách thuận lợi. Chuyện đó con hãy cho qua đi. Ba, dùng việc bị mất đứa con của con để đổi lấy sự thuận lợi cho Thiên Lãng. Nên hung thủ giết người đó lại có thể vào nhà họ Đoàn, thậm chí còn có được cổ phần. Vậy con thì sao? Người bị mất con này có thể đạt được cái gì chứ? Có đau không? Không đau, nhìn một chút nhé. Đây là đôi tay để làm nước hoa, sao có thể bị thương thành thế này được? Mẹ yên tâm, qua vài ngày sẽ khỏi thôi. Nhớ kỹ, đây nhất định là Tứ Tinh cố ý. Sau này nó còn bảo con làm gì, con đừng nghe lời nó nữa. Mẹ, bây giờ cuối cùng con đã biết gà con tại sao lại bằng lòng nấp sau gà mẹ rồi. Tại sao? Chuyện này con phải cảm ơn Đoàn Tiết Tinh. Nếu như không phải nhờ cô ta, sao con biết được mẹ lại bảo vệ con như thế? Con đang nói mẹ là gà mẹ sao? Không phải con nói nhé. Đây là nhà tôi, mẹ con các người dựa vào cái gì mở đây yêu thương con gái chứ? Tô Nam, bởi vì bà, tôi với mẹ của mình mới phải chia cách nhau. Là bà đã cướp đi vị trí của mẹ tôi, còn để con gái của mình đến cướp đi vị trí của tôi. Tôi sẽ không để cho các người đắc ý đâu. Ba, cái này ba đã ký tên rồi. Ngày mai con cứ trực tiếp đưa đến phòng tài vụ. Con còn có chuyện gì sao? Ba, không phải ba sẽ thực sự coi Mục Thanh Linh là con gái của mình đấy chứ? Thanh Linh không chỉ là con gái mà nó còn là một nhân tài. Vậy ba cũng không thể cho cổ phần mà. Con chỉ cần làm tốt công việc của mình. Thanh Linh, không cần con phải nhọc lòng. Ba đối xử với cô ta tốt như vậy, con có thể không bận tâm sao? Được rồi, đừng vì chuyện của Thanh Linh mà lảm nhảm với ba nữa. Con không ra ngoài. Ba còn chưa đưa con biên bản phê chuẩn dự án sân tennis. Ba quên mất, ở trong phòng của ba đó, con tự đi lấy đi. Ba cảnh cáo con, không được phép gây khó dễ với Thanh Linh nữa. Nếu không, ba sẽ không tha cho con đâu. Ba có phải là ba ruột của con không vậy? Cái gì đây? Cái gì vậy? Còn là nhãn hiệu mình không biết nữa. Thơm quá. Nhớ kỹ, mấy ngày này con không được để dính nước, có biết không? Con đảm bảo mấy ngày tới sẽ hạn chế uống nước, tránh phải đi vệ sinh, còn phải rửa tay. Con bé này. Được rồi, muộn lắm rồi đó, con đi ngủ sớm đi. Mẹ về phòng đây. Con ngủ sớm một chút.
nước hoa vĩnh hằng. Mẹ, em đừng lo lắng. Bác sĩ đã nói không bị ảnh hưởng tới xương cốt, não bộ cũng không có vấn đề gì. Sao đang yên đang lành lại bị ngã từ trên cầu thang xuống chứ? Thanh Linh à, Thanh Linh, có mẹ ở đây. Thanh Linh, Thanh Linh, con tỉnh rồi sao? Thật tốt quá, từ từ thôi. Con thấy sao rồi? Có đau không con? Đây là đâu vậy? Bệnh viện sao lại toàn bộ khử trùng vậy? Sao lại không bật đèn ạ? Không bật đèn. Tại sao lại tối đen thế này? Đen. Sao? Mẹ ở đâu rồi? Mẹ ở đây mà. Thanh Linh, mẹ ở đây. Thanh Linh, con ngửi thấy mùi của mẹ, sao lại không nhìn thấy gì vậy? Thanh Linh, con đang ở đâu vậy? Thanh Linh, Thanh Linh, bà đừng căng thẳng, tôi đi tìm bác sĩ. Con đừng lo, mẹ ở đây. Mẹ, mẹ đừng đi. Đừng lo lắng. Mẹ, mẹ đừng đi. Có mẹ ở đây rồi. Đừng lo, có mẹ ở đây rồi. Đừng sợ, mẹ ở đây. Mùi vĩnh hằng. Con không cần, mẹ tránh ra. Tránh ra. Bao tránh ra. Thanh Linh à, con sao vậy? Mẹ đi đi. Thanh Linh à, con bị sao vậy? Đừng đụng vào tôi. Cứu với. Thế này là sao đây? Bà đừng qua đây. Bác sĩ à, ông nói gì cơ? Cô Mục Thanh Linh đã không nhìn thấy nữa rồi. Không nhìn thấy. Đúng vậy. Bệnh nhân vì bị va đập mạnh, võng mạc, đã bị tổn thương. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc thị giác bị ảnh hưởng. Ngoài ra, có lẽ áp lực trong cuộc sống quá lớn. Tu nam dùng mắt quá nhiều, nhãn áp tăng cao, cũng là nguyên nhân dẫn đến việc cô ấy tạm thời không nhìn thấy. Không thể nào. Sao có thể như vậy được chứ? Áp lực quá lớn. Đứa trẻ này không chịu nói gì với tôi cả. Tôi tưởng rằng trong lòng nó không sao. Tô Nam à, bà đừng tự trách mình quá. Không phải bác sĩ đã nói rồi sao? Không nhìn thấy chỉ là tạm thời mà thôi. Bà cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Chính Hoa, Chính Hoa, phải làm thế nào đây? Là Thiên Lãng đúng không? Em nhớ được mùi của anh. Là anh phải không? Thiên Lãng, sao anh không nói gì? Thiên Lãng, Thiên Lãng, có phải anh không? Thiên Lãng, anh đừng đi. Anh đừng để em lại một mình. Thiên Lãng, anh đừng đi. Em không nhìn thấy, em rất sợ. Tấm chặt như vậy làm gì? Không phải em có mẹ ở bên cạnh rồi sao? Có gì đáng sợ chứ?
Sao lại không nói gì? Em sợ. Em sợ mùi hương trên người bà ấy. Thanh Linh à, đừng đi. Em nói cho anh biết, tối hôm qua em ngã có phải là tai nạn không? Em có phải có người đẩy em đúng không? Là ai? Nói cho anh biết đi. Em không nói phải không? Vậy anh sẽ báo công an. Đừng, đừng. Là Đinh Hải, Tuyết Tinh. Chị đứng ngay ra đó làm gì? Tuyết Tinh, em đang nói chuyện với chị đó. Chị đang nghĩ gì vậy? Không nghĩ gì cả. Hôm nay có đến bệnh viện không? Tại sao chị phải đến bệnh viện chứ? Thanh Linh xảy ra chuyện ở nhà chúng ta, là chủ nhà, chị đi thăm hỏi một chút là lễ nghĩa cơ bản đấy. Lẽ nào trong lòng chị bất an sao? Đầu em có vấn đề sao? Là một Thanh Linh hại chị bị mất con. Cô ta nằm viện, chị vui mừng còn chẳng kịp. Chị phải tới bệnh viện thăm cô ta. Nếu chị đến viện thăm cô ta thật, vậy mới là trong lòng bất an đó. Tuyết Tinh, anh chết ở đâu vậy? Sao bây giờ mới thèm về? Anh đi làm mà. Vừa rồi tôi nghe thấy cậu nói cái gì mà trong lòng bất an vậy? Lẽ nào Thanh Linh, người mà anh nên quan tâm là Tuyết Tinh? Sao thế? Nhìn bất an vậy? Ai bất an? Anh có biết nói chuyện không vậy? Anh thiên lạ sẽ nghe được đó. Anh hỏi em là vì lo lắng cho em. Nếu em không vui, anh sẽ không hỏi nữa. Anh chắc chắn là đang lo lắng cho em sao? Không phải là lo cho Thanh Linh à? Chúng ta nói chuyện có thể không nhắc đến Thanh Linh được không? Em không muốn nghe thấy hai chữ Thanh Linh từ miệng của anh. Tuyết Tinh, em đừng có tự làm khó mình nữa được không? Hôm nay anh bận cả ngày ở công trường, thật sự là rất mệt. Mệt? Anh mệt, mệt thì có thể không làm nữa. Còn rất nhiều người muốn đảm nhiệm vị trí của anh đó. Anh có thể đi, đi tìm Thanh Linh của anh đi. Em đã đủ chưa vậy? Vừa rồi anh còn không tin lời Thiên Lãng nói, nhưng bây giờ thấy bộ dạng của em, anh không thể không tin. Nếu không phải em chột dạ, thì sao cứ phải bám riết mãi anh và Thanh Linh không tha vậy? Người nhà bệnh nhân Thanh Linh, đến phòng nộp viện phí, thanh toán viện phí đi. Được, lát nữa tôi sẽ đi ngay. Thanh Linh à, nào, ăn miếng táo đi, mau. Mẹ để ở đây cho con nhé. Đừng quên ăn táo đó. Là chú Đoàn sao? Hôm nay ta cố tình không dùng nước hoa, sẽ không để lộ ra chứ. Con ngửi thấy mùi dầu hoa hồng ở trên người chú. Dầu hoa hồng sao? Hôm trước ta đã dùng. Sao hôm nay vẫn có thể ngửi ra được vậy? Có lẽ mấy hôm nay sau khi không nhìn thấy được nữa thì khứu giác lại càng nhạy cảm hơn. Có lẽ ông trời đang thương hại con, để con không nhìn được lại có thể mang tất cả chúng trả về khu giác của con. Thanh Linh, con có thể nghĩ như vậy vô cùng tốt. Thực ra mỗi một lần trắc trở trong đời người đều là cơ hội mà ông trời ban cho chúng ta. Chỉ cần con có thể vượt qua được thì cuộc sống của chúng ta sẽ càng vững chắc hơn. Cảm ơn chú, con nhớ rồi. Thanh Linh, thấy con hồi phục tốt như vậy, chú tin sẽ rất nhanh được về nhà thôi. Con cũng tin sẽ sớm tốt thôi.
Ngày nào y tá cũng nói con càng ngày càng tốt hơn rồi. Con tin rất nhanh thôi sẽ có thể nhìn lại được. Đinh Hải, sao không vào trong vậy? Dì Nam, ba đang ở trong đó. Đinh Hải, tuy nói gì không biết con và Thanh Linh trước khi đã trải qua những gì. Có điều bây giờ chúng ta đã là người một nhà. Dì hy vọng các con đều có thể quên đi tất cả những chuyện trong quá khứ, lấy thân phận mới để làm quen lại từ đầu với nhau. Như vậy mới tốt cho mỗi người chúng ta. Con hiểu rồi. Nó là nói như vậy, nhưng Tuyết Tinh lại không nghĩ thế. Bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Đúng rồi, Thanh Linh đang yên đang lành, sao tự nhiên lại bị ngã cầu thang vậy? Cô bé nói với dì buổi tối khát nước nên muốn xuống lầu lấy ly nước, đột nhiên bóng điện ở tầng dưới bị tắt, không cẩn thận nên bị ngã. Thanh Linh nói như vậy sao? Đúng thế. Đều tại dì, đã quá sơ suất. Dì Nam, vậy dì vào trước đi. Được, lúc khác con lại đến thăm Thanh Linh. Được thôi, được. Ba, dì Tô Nam, sao vậy? Công việc ở khách sạn không bận sao? Có bận hơn thì con cũng phải đến lấy thuốc chứ. Con đến gặp bác sĩ Tiết đúng không? Dân, vậy con lên trước đây. Ông đang lo gì vậy? Thanh Linh và Thiên Lãng đã chia tay rồi. Bây giờ trong danh nghĩa hai đứa nó là anh em. Cho dù có đến thăm Thanh Linh thì sao chứ? Bọn trẻ vì hạnh phúc của chúng ta đã đánh mất rất nhiều thứ rồi. Ông còn muốn thế nào nữa? Trừ khi bọn chúng đều kết hôn, bằng không cuộc sống bình yên trước mắt chúng ta chỉ là tạm thời mà thôi. Là anh phải không? Anh mau qua đây, đóng cửa lại. Em có chuyện muốn nói với anh. Đừng đứng xa em như vậy. Qua đây đi. Anh mau qua đây, em có chuyện muốn nói với anh nè. Em muốn nói đến chuyện người đẩy em ngã. Em biết người đó là ai đúng không? Em không nhìn thấy là ai đang đẩy ngã mình. Nhưng mà em ngửi thấy mùi nước hoa của người đó. Mùi nước hoa là nước hoa gì? Vĩnh Hằng. Là nước hoa mà ba em đặc biệt thiết kế cho mẹ. Loại nước hoa này chỉ có em và mẹ mới có. Em đang nói loại nước hoa mà lúc trước em cho anh gửi qua khiến người khác phấn chấn đó sao? Chắc là có người đã dùng nước hoa của mẹ cố ý để em ngã xuống cầu thang. Được rồi, được rồi, Thanh Linh, đừng sợ. Em không biết sau này có còn xảy ra chuyện như vậy nữa không. Yên tâm đi, có anh ở bên cạnh em, anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải hồi phục thị lực. Còn nữa, chuyện này tạm thời đừng nói ra ngoài. Người đó trên người có mùi hương Vĩnh Hằng, anh sẽ đi điều tra rõ ràng. Được rồi, đừng sợ nữa. Thiếm Lan, mọi người đâu cả rồi? Đều đi chết ở chỗ nào hết rồi? Sứ Tinh à, có chuyện gì vậy? Tôi sắp muộn giờ làm rồi, sao thiếm không gọi tôi chứ? Đinh Hải đâu? Đinh Hải nói phải để cô ngủ tự tỉnh dậy. Anh ta thì biết cái kỹ gì chứ? Không ăn sáng rất không tốt đối với phụ nữ. Vậy tôi lập tức đi làm đồ ăn sáng cho cô. Cô đi đi. Đúng rồi, sáng nay phu nhân đã nấu cháo táo đỏ. Cháo táo đỏ rất tốt cho phụ nữ. Bây giờ tôi sẽ lấy cho cô một bát nhé. Cháo táo đỏ.
4 giờ sáng nay phu nhân đã dậy để nấu. Phải nói, tấm lòng của người mẹ đối với con của mình, đó chính là bãi là làm cho một thanh linh. Đổ đi cho tôi không ăn. Còn đứng đó làm gì vậy? Mời đi đi. Đinh Hải, anh đang ở đâu vậy? Anh đang xử lý công việc của công ty. Sau khi ra viện, em đều không nghỉ ngơi cho tốt. Nghe lời anh, lười biếng một ngày, không sao cả. Anh phải ra ngoài ra. Đâu có. Vậy được. Anh làm việc của mình đi. Em ở nhà nghỉ ngơi. Được. Tạm biệt. Mẹ, con không muốn ăn. Không có khẩu vị. Thanh Linh à, có người thấy không? Con không muốn ăn. Thơm quá. Dì Tô Nam, con thay mặt Tuyết Tinh đến thăm Thanh Linh. Tô Nam, bà cướp mất người đàn ông của mẹ tôi. Con cái của bà lại muốn cướp mất người đàn ông của tôi. Đinh Hải, đồ khốn nạn, dám lén lút đi thăm cô ta sau lưng tôi. Hai mẹ con hồ ly tinh các người, nếu không đuổi các người đi, tôi thề không từ bỏ. Sao em lại ở đây? Đợi chị. Sao bây giờ mới về? Đi đâu vậy? Chị có cần thiết phải báo cáo với em không? Làm cái gì vậy Thiên Lãng? Nước hoa không tệ đâu. Hiểu gì vậy? Đồ thần kinh. Em ra ngoài, chỉ cần nghỉ ngơi. Đó là cái gì? Không liên quan đến em ra ngoài đi. Đây là nước hoa vĩnh hằng mà Mục Trường Nhạc để lại. Sao lại ở chỗ chị chứ? Là của Thanh Linh sao? Hay là của dì Tô Nam? Em đưa cho chị. Bây giờ chứng cứ đã đủ rồi. Chị còn có gì để nói không? Đoàn Thiên Lãng, chỉ dựa vào cái này em đều muốn định tội chị sao? Vậy bây giờ chị giải thích thế nào? Lọ nước hoa này giống hệt với mùi hương lưu lại ở hiện trường vụ tai nạn. Dựa vào lọ nước hoa này là có thể chứng minh chị chính là hung thủ. Chị chính là hung thủ thì sao chứ? Ai bảo các người đều đứng về phía Thanh Linh? Em đừng quên, chị mới là tiểu thư của nhà này. Cô bé Thanh Linh đó chỉ là một đứa con riêng mà thôi. Bây giờ chị đã nói hết với em rồi đó. Em muốn đối phó với chị thế nào? Em cảnh cáo chị, sau này không được phép bắt nạt Thanh Linh. Chị nhắc nhở em, em với chị mới là cùng một mẹ sinh ra đó. Chị đang phạm tội đó. Em không muốn thấy chị càng đi càng sai. Nếu chị không nghe thì sao? Vậy em chỉ có thể báo cảnh sát thôi. Báo cảnh sát. Được thôi, em đi báo cảnh sát đi. Nếu được em không sợ tập đoàn lên trang nhất, nếu em không sợ ba bị nhồi máu cơ tim, vậy thì em cứ đi báo cảnh sát đi. Tuyết Tinh, chị đừng tưởng rằng em không dám. Bây giờ em không lập tức đi báo cảnh sát, không phải là vì người khác. Em là muốn cho chị thêm một cơ hội nữa. Chị đừng ép em. Đừng giả làm người tốt với chị. Chị không cần. Em vẫn nên lo lắng cho bệnh tim của em thì hơn. Em cút đi cho chị. Cút đi. Em mau cút đi. Tôi muốn
Tôi phải khiến cho anh và Thanh Linh đổi gian tình các người về trại giác. Em vẫn luôn manh động như vậy. Anh dựa vào cái gì mà nói tôi chứ? Anh cút đi cho tôi. Anh cút đi cho tôi. Cút đi. Cút. Cút đi. Đủ rồi. Anh chịu đựng em đủ được. Là cãi nhau gì vậy? Ba, con muốn ly hôn với anh ta. Tuyết Tinh, đừng có sốt ngày hỏi ra là nhắc đến chuyện ly hôn như vậy. Không, ba, lần này con muốn ly hôn với cô ấy. Ba, ba nhìn thấy rồi đó. Con xin ba đồng ý với con. Chỉ có Đoàn Tuyết Tinh tôi đáng người khác. Ly hôn không đến được anh nói. Nếu như hai đứa ly hôn thì mau cút ra khỏi nhà họ Đoàn của ta. Ta sẽ không cho hai đứa một đồng nào cả. Người sai đường là anh. Anh dựa vào cái gì mà đòi ly hôn chứ? Mà nói đi. Tôi nói cho anh biết, anh sẽ không lấy được một đồng tiền nào cả. Anh nói đi. Anh mau nói đi. Rốt cuộc anh có biết tôi sắp bị anh làm cho tức chết được không? Tại sao anh lại tức giận? Em đã từng nghĩ nguyên nhân chưa? Anh phản bội tôi có thể không tức giận sao? Đó là bởi vì em không tin tưởng anh. Anh nói anh ra ngoài làm việc, sau đó anh đi tìm Thanh Linh. Anh bảo tôi sao có thể tin anh chứ? Em để Thanh Linh ngã cầu thang em có nói trước cho anh biết không? Anh đã biết rồi sao? Anh nghe lén em và Tiên Lãng nói chuyện sao? Buổi tối mà Thanh Linh xảy ra chuyện, anh liền biết là do em làm. Anh đi tìm Thanh Linh chỉ là muốn xem cô ta biết được bao nhiêu. Đi thăm dò mà cần phải lừa em sao? Là do em hại cô ấy không nhìn thấy gì. Sự thành thật của anh, sự chân thành của anh là để đền lỗi thay em có biết không? Em không cần đền lỗi, em không bắt nợ cô ta, em không cần anh phải trả nợ thay em. Đoạn tin anh nói cho em biết, anh nói với em lần cuối cùng, tin hay không là tùy em. Anh biết được sau khi mất con em rất là đau khổ. Em hận Thanh Linh tận xương tủy, muốn đẩy cô ta xuống lầu anh có thể hiểu được. Anh thay mặt em đến thăm cô ấy là muốn xin cô ấy đừng nói ra chân tướng sự việc. Coi như là không ai biết là em làm, chỉ cần Thiên Lãng, ba hay gì tôi làm không ai biết được sự thật. Em lại muốn nói ra, đến lúc đó anh chẳng thể bảo vệ em được. Em có hiểu không? Bỏ đi. Em không muốn anh đi. Anh không được đi. Em đừng khóc nữa. Anh phải thu dọn. Đừng mà. Em không muốn anh đi. Em sai rồi, được chưa? Con xin lỗi, để ba phải lo lắng rồi. Tuyết Tinh đâu? Ngủ rồi à? Đinh Hải, con thật sự muốn ly hôn với Tuyết Tinh sao? Lúc này chỉ là lời nói trong lúc tức giận. Đều tại ba, chiều hư Tuyết Tinh. Lúc trước khi ba và mẹ nó chia tay, làm tổn thương hai chị em nó. Vì muốn bù đắp nên bà luôn chiều chuộng chúng nó, đặc biệt là Tuyết Tinh. Đinh Hải, con thấy ba rồi đấy, tha lỗi cho Tuyết Tinh đi. Ba đừng nói vậy.
là con nên nỗ lực hơn, cho cô ấy có cảm giác an toàn. Thật ra con tốt với Tuyết Tinh ba đều nhìn thấy. Con yên tâm, ba sẽ không đối xử tệ với con đâu. Ba, con yêu Tuyết Tinh là thật lòng. Lần trước nhận cổ phần của ba, con đã cảm thấy rất áy náy rồi. Thế nên ba đừng nói câu được hay mất nữa. Được, xem ra ba không nhìn nhầm con. Nếu sau này Tuyết Tinh mà có làm loạn, con cứ nói với ba xử lý nó. Đi. Phải rồi ba, có chuyện này con muốn hỏi ba. Con hỏi đi. Nếu Thiên Lãng, con chỉ nói là nếu thôi. Nếu Thiên Lãng nhất quyết đến bên Thanh Linh, đến lúc đó phải làm thế nào à? Trừ khi nó muốn cắt đứt quan hệ ba con, nếu không, việc đó không thể được. Con biết rồi. Ba, con về phòng đây. Được. Ba nói thế nào? Ba nói sau này em còn làm loạn nữa, ba sẽ xử lý em. Đừng vì được ba ủng hộ mà lại bắt nạt em. Mệt quá, ngủ đi. Anh giận rồi à? Không dám. Em bảo đảm sau này sẽ không đánh anh nữa. Đây là em tự nói đấy nhé. Tha lỗi cho em rồi à? Nếu mà em lúc nào cũng ngoan ngoãn như thế này thì anh cả đời cũng không thoát được bàn tay của em. Biết chưa? Đây là anh nói đấy nhé. Đúng rồi, anh phải đồng ý với em một việc. Sau này không được cười một cách thật lòng với Thanh Linh nữa, ghen lung tung. Ngủ đi. Tôi đã mất đi một người con gái tốt như Thanh Linh, còn phải rời xa người mẹ thân yêu nhất của tôi, Đoàn Tuyết Tinh. Vì cô mà tôi đã đánh mất bao nhiêu thứ quý giá như vậy, có đáng với cô hơn nữa cũng không sao. Sao bà lại ở đây? Gì? Là em gọi gì đến đấy? Ngồi đi. Cái này là của gì? Sao lại ở chỗ của con? Lúc trước con gửi mùi nước hoa này là ở chỗ của dì Nam, hương thơm rất đặc biệt, cho nên mới đem đi nhờ Thanh Linh nghiên cứu làm thêm. Đoàn Thiên Lãng, em có ý gì? Thanh Linh sắp xuất hiện rồi, em muốn nói chuyện với hai người. Chuyện sau khi Thanh Linh về nhà. Về nhà? Thanh Linh họ Mục, muốn về nhà thì về nhà họ Mục ấy. Đoàn gia là nhà của chị. Tuyết Tinh, có tiếng có lùi, đừng có ép em. Đoàn Thiên Lãng em đừng có mà đe dọa chị. Hai đứa đừng cãi nhau. Thiên Lãng, gọi mọi người đến là muốn gì? Tuyết Tinh, bây giờ ba không chỉ nhận Thanh Linh làm con gái, mà trong công việc cũng rất xem trọng cô ấy. Ba hy vọng Thanh Linh có thể làm ra công thức của loại nước hoa này. Tuyết Tinh, trong lòng dì con và Thanh Linh đều là con gái của dì. Nếu như có hận thù gì với Thanh Linh thì con có thể trút lên dì. Xin con hãy tha cho Thanh Linh được không?
Nghe lời bà nói, Tô Nam, bà xác định bà coi tôi là con gái sao? Nhưng tất cả những lời bà nói, câu nào cũng bên vực thanh linh, tôi tin. Dì Nam, dù nói cả rồi, chuyện lần này là ngoài ý muốn của tôi tin. Sau này mọi người chú ý một chút là không có chuyện gì nữa. Đợi thanh linh xuất viện rồi, con phải tôi tin sẽ đối xử với cô ấy như em gái. Cô ta không phải là em gái của em. Chúng ta sẽ đối xử với thanh linh không xa cách cũng không thân thiết.